Quý vị và các bạn thân mến, hè đến cũng là lúc học sinh được nghỉ ngơi. Đây là thời điểm các hoạt động cộng đồng, hoạt động sinh hoạt, dã ngoại được mở rộng. Nhiều nhóm lớp, trung tâm nghệ thuật cũng chọn thời điểm này để tổ chức các chương trình trải nghiệm. Đã có một lớp mỹ thuật như thế thu hút khá đông các bạn học sinh tiểu học tham gia cùng với sự ủng hộ của các bậc phụ huynh. Trong chương mục văn học nghệ thuật kỳ này, thân mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một buổi trải nghiệm của lớp học này. 8 giờ sáng, một ngày hè cuối tuần, các bạn nhỏ trong lớp mỹ thuật hạng B đã tập trung tại trường đại học nghệ thuật. Đây là lần đầu tiên các bạn nhỏ được tìm hiểu và tận tay sáng tạo mỹ thuật trên một chất liệu hoàn toàn mới, chất liệu sơn mài. Những bạn nhỏ này nằm trong độ tuổi từ 6 đến 10 tuổi, độ tuổi mà trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo đang phát triển. Cảm giác như thế nào nhỉ, đúng không? Thì chúng nó mình sẽ mai, mình lại về nhắm mai. Mai lúc nào mình rơi cái tay mình cảm thấy bóng, thì tạo khoảng thời gian hoàn thành. Lắng nghe sự hướng dẫn của giáo viên cố vấn, các bạn chăm chú thực hiện theo từng công đoạn để hoàn thiện tác phẩm của mình. Đây là những giảng viên hiện đang đào tạo bộ môn sơn mài tại trường Đại học Nghệ thuật Huế. Sự tương tác kết hợp của một trung tâm mỹ thuật với một trường đại học như thế này mở ra nhiều giá trị, tạo cho thế hệ măng non những hiểu biết sớm về hội họa và yêu thích từ nhỏ, nền tảng cho sự phát triển bền vững của cả bộ môn nghệ thuật mà sơn mài là một điển hình. Tôi nghĩ rằng mỹ thuật thì nó không chỉ gói gọn trong một nhóm người như là của sinh viên hay là của giảng viên, mà mỹ thuật là một cái cần sự chia sẻ đối với cộng đồng. Thì khoa hội họa là một khoa mà được thành lập từ những ngày đầu có cái đội ngũ cán bộ giảng viên và có cơ sở vật chất rất là tốt. Thì với cái sự kết hợp giữa khoa và trung tâm tạo ra một cái sự chia sẻ về mỹ thuật rất là tốt đối với các em và tạo cho các em cái niềm đam mê sáng tạo cũng như tình yêu mỹ thuật từ các cái lứa tuổi rất là nhỏ. Nghệ thuật sơn mài có một quy trình thực hiện khá phức tạp và mất nhiều thời gian. Tạo bộ cục hình, sơn màu lên tranh. Dạng tạo hình bằng vỏ trứng. Mai kỹ tài đồ nhẵn cho tranh. Phơi tranh và phủ bóng. Đấy là những bước cơ bản nhất. Với kinh nghiệm giáo dục của mình, chủ nhiệm trung tâm và các giảng viên của trường đã đem đến nhiều điều bổ ích, tạo hứng khởi cho các bạn nhỏ trong quá trình thực hiện. Mình muốn là cho các em nhỏ hiểu nhiều về cái chất liệu tạo hình trong môn hội họa, ngoài chất liệu như là màu acrylic, màu bột hoặc là màu nước. Thì trong hoạt động trải nghiệm hè đây thì trung tâm mỹ thuật HD là muốn cho các em trải nghiệm mới, đó là trải nghiệm thêm một chất liệu là sơn mài. Tuy thì không xa lạ với nhiều người biết, nhưng mà đối với các em nhỏ thì hoàn toàn là mới mẻ. Trong quá trình dạy về sơn mài thì đối với các em nhỏ thì rất gặp nhiều khó khăn, vì là các em bạn nhỏ là khả năng ghi nhớ nó sẽ là không lâu, không nhiều, nên phải là giảm bước lại các quy trình để làm sao đó cho các em dễ hiểu nhất, gần gũi nhất và cảm thấy thoải mái, thích thú khi làm nhất. Sau khi được hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện, các bạn đã hoàn thành tốt bức tranh sơn mài đầu tay. Sự sáng tạo, say mê và năng khiếu tạo hình của những bạn nhỏ hiện rõ trên mỗi tác phẩm của mình.
Cháu thấy buổi học ngày hôm nay rất là vui và có những điều ở trường cháu chưa bao giờ học. Và bộ môn thương mại đem đến cho mình những trải nghiệm thú vị và bổ ích. Lúc đó con thấy hơi hơi hơn, mà xong rồi con thấy cũng hơi dễ là đã thầy cố hướng dẫn cho mình về xong rồi tô màu đỉnh cao. Con rất thích buổi học ngày hôm nay và con có muốn có nhiều buổi học hơn nữa. Hội họa đem đến cho trẻ em thật nhiều giá trị, tăng cường óc quan sát, trí tưởng tượng, giúp các em rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong các sinh hoạt đời sống. Học mà chơi, chơi mà học, như thế hẳn là cách tốt nhất giúp khơi nguồn sáng tạo cho các em nhỏ ở độ tuổi cấp sách đến trường, tạo nên những ngày hè đầy thú vị với các họa sĩ nhí, chuẩn bị cho một năm học mới nhiều niềm vui.